Trong văn hóa hiện đại của Nhật Bản thì Gan Girl hay còn gọi là Gyaru Girl là những cô gái đường phố, son phấn loẹt loẹt, diêm dúa, thượng đẳng trong môi trường tự nhiên của học đường. Tính cách thì nổi loạn, bố láo con cáo nên cực kỳ thiếu thân thiện và phản cảm với mấy thanh niên otaku tự kỷ. Chính vì thế, trong quá khứ, không mấy ai khai thác quá kỹ hình tượng này ở anime hay là manga. Tuy nhiên, cho tới năm 2015 khi mà thế giới 2D lại nổi lên những thể loại game âm nhạc gacha idol, thì hình ảnh Gyaru Girl được moe hóa 100% trở thành những baby girl để tóc lon đã giúp Gan Girl trở nên gần gũi với cuộc sống của mấy thằng otaku. Và kể từ đó, khuôn mẫu này trở thành meta của những năm 2016 và 2017. Có thể kể đến với những bộ tiêu biểu như là Gan Girl đầu tiên chỉ để thủ dâm tinh thần, Gan Girl ăn cơm với bầu bí, Gan Girl vừa nhây vừa lép, Gan Girl ngực bự còn tác giả là thằng ấu dâm, Gan Girl người nhà quê. Có thể nói Gyaru Girl được ưa thích nhờ tạo ra được sự mới mẻ khi mà các waifu đến từ mấy nguyên tố DR cơ bản đã quá bão hòa. Ngoài ra, nhờ tính cách cởi mở, phóng khoáng, ngoại hình thì sexy, cực kỳ dễ tạo fan service cho độc giả. Nó dễ tới cái mức chỉ với 2 tập của anime My Dress Up Darling là Facebook, Twitter hay là top tab của bạn ngập mẹ ngụa một bàn bikini. Số lượng cảnh hở da hở thịt của bộ này nhiều bằng cả Tawawa thứ 2 và Chin Nữ Chan cộng lại, nhân tất cả với màn fan service trong Thất Nghiệp Chuyển Sinh. Để có được viral lớn như vậy, Studio Cloverworks đã dùng rất nhiều kỹ thuật điện ảnh cinematography tầm cỡ, như là những góc quay trung cảnh và những góc quay toàn cảnh sẽ không để phí bất cứ khung hình nào mà không có sự xuất hiện của nữ chính, chỉ che thân bằng hai mảnh vải. Xen kẽ trong đó là những góc quay cận cảnh đặc tả tâm trạng nhân vật không đáng quan tâm và những góc quay cực kỳ cận cảnh vào các vị trí đáng quan tâm hơn. Đặc biệt, các cảnh góc thấp thường được sử dụng trong điện ảnh với ý nghĩa tạo ra sự nguy hiểm cho mấy nhân vật phản diện, thì giờ nó được sử dụng để diễn tả một cái pose vừa ngầu vừa hot ở level nắng cực. Xuyên suốt 600 giây, 10 phút trong phân cảnh này, nó có đủ 360 độ góc quay, lia camera ở mọi vị trí, liên tục cắt cảnh, không sót một tư thế hay chi tiết khiêu gợi nào. Mọi hoạt ảnh đều trau chuốt và là một giấc mộng tinh hoàn hảo cho bạn, miễn là không bị cắt ngang bởi bố mẹ bất ngờ bước vào phòng hay là Eren Jaeger. Ore no nama Eren Jaeger. Shiso no kyojin no chikara o kaishi. Cho nên không có gì bất ngờ khi My Dress Up Darling đạt số điểm cực cao trên danh sách anime của tao. Cơ mà khá là bất ngờ khi giới hạn độ tuổi người xem là cực thấp, 13 tuổi, thành viên của mấy cái trại tâm thần xem được cái này á? Nguy hiểm quá, tôi sẽ báo cáo lên VTV. Nội dung thì cũng quá bình thường đối với thể loại romcom, thậm chí nó còn ý tưởng hơi giống với một cái one shot từng đạt giải vào năm 2016. Bạn sẽ nhập vai vào tên nhân vật chính có mặc cảm từ nhỏ do có sở thích may vá cho búp bê. May mắn được nữ chính Kitagawa Marin, một Gan Girl kiêm otaku kiêm cosplayer, phát hiện ra tài năng may vá và rồi nhờ anh ta may đồ cosplay cho, để rồi dẫn lối cho cả hai đến màn romcom người may kẻ mặc. Bộ anime cũng là hành trình tái hòa nhập xã hội của nhân vật chính với cộng đồng otaku, gặp được nhiều người khác có cùng sở thích kỳ dị, tức là một thằng tự kỷ dấn thân vào một cộng đồng tự kỷ và gặp được nhiều đứa tự kỷ khác. Phần lớn anime đề cập đến những vấn đề như may vá, trang phục quần áo giày dép, tô son đánh phấn, các kỹ thuật xài filter Photoshop, TikTok, những thứ dường như chẳng thằng nào quan tâm cơ mà giờ lại khá là dễ nuốt vì chủ đề rất gần gũi là cosplay otaku. Loanh quanh mọi thứ chỉ có vậy, một bộ anime đời thường đơn giản để bạn tận hưởng trải nghiệm của dân cosplay, tận hưởng cuộc sống thượng lưu của nữ sinh, tận hưởng cuộc sống romcom với một em waifu hot nhất mùa này, tận hưởng bộ sưu tập cosplay OnlyFans hay là fan art Marine ngon vãi đái, tận hưởng cái cảm giác cắm top trending anime và ngồi lên đầu hai cái fandom lớn nhất nhì hiện giờ chỉ với một bộ bikini được chiếu 10 phút. Đùa, cơ mà hit ra ba con meme cháy buồn cười vãi. Tuy nhiên, để có cái nhìn thực sự khách quan về bộ romcom này thì hãy vứt con mẹ cái bảng xếp hạng hổ lốn tới cái mức mà Attack on Titan, Kimetsu no Yaiba và War and Hentai được vốt chung một trạng để đến với thứ gì đó lãng mạn hơn như là bảng xếp hạng các cặp đôi. Đấy, trong cái kỷ nguyên CJ đang đứng ở dưới đáy xã hội mà cái cặp này vẫn ở top 1, thậm chí được xếp trên hẳn một bộ boy love được đánh giá rất cao, chứng tỏ đây là một bộ tình cảm chất lượng. Bạn đã quá chán với những thằng main chính vô dụng, giống tuếch chỉ để sell insert mà vẫn được một waifu ăn ba waifu, thì nhân vật chính Gojo rất tài năng và có thái độ nghiêm túc với công việc, khiến cho lý do nữ chính bị cưa đổ không hề nhảm shit. Waifu hot nhất của mùa này và dễ là của năm nay, Kitagawa Marin, đem đến cho người xem rất nhiều năng lượng tích cực với tính cách cởi mở, hòa đồng, cộng thêm những phản ứng biểu cảm cực kỳ cute, chắc chắn sẽ khiến mấy bé cấp 2 phải thả ba bích mlem, do vừa là kiểu Gan Girl vừa là kiểu người mẫu tạp chí không ngại khoe body, đâm mấy cái fan service không quá lố lăng và phi logic, ngoại trừ đừng có mở miệng bô khoe cái sở thích game hentai như cái con này. Ngoài đời thật ra cổng trường nó đấm nhau thụt đầu thằng Weibo. Tương tác giữa các nhân vật cực kỳ tự nhiên và có tạo ra cảm giác phản ứng hóa học giữa các cặp đôi, quan trọng nhất là nó không bị xến xúa, không bị xoáy quá sâu vào mấy cái cảm xúc cảm xích, mà nó toát lên được sự vui vẻ cởi mở đan xen với chủ đề cosplay. Nhân nó về cosplay thì đây mới là thứ gánh cái bộ anime này
chứ không phải là waifu. Nó tạo ra rất nhiều màu sắc mới lạ, như là nhờ cosplay, cái cảnh bikini diễn ra ở nhà tập 2, chứ mô típ bình thường thì là lại bãi biển tập 5. Tất tần tật đủ thể loại trang phục cosplay được đem ra mổ xẻ, phân tích, review. Và nó còn đa dạng hơn cả số bộ đồ cosplay của mấy cosplayer tôi đang follow. Mấy bộ romcom xến xúa thông thường liệu dám có những cảnh ở lớp hotel, hẹn nhau ở nét cỏ hay là dẫn nhau về nhà Netflix chín như cơm bữa không? Tất cả đều được có cosplay dẫn lối. Và đương nhiên không thể thiếu ở giới cosplay những tại hạ đến từ trap phái. Wow, thực ra trap phái không có gì lạ cơ mà mấy khi bạn được nghe một thằng trap chia sẻ trải nghiệm của nó chưa? Ngoài chủ đề cosplay thì tác giả cũng khai thác vấn đề về mặc cảm của những con người có sở thích hơi khác người thông qua nhân vật chính Gojo. Tôi đánh giá cao cách giải quyết những mặc cảm đó bằng cách để anime hướng đến sự tươi sáng và nữ chính dẫn dắt điều này thay vì nhồi nhét mấy con bù nhìn dơm phản diện rồi tạo ra những cái drama. Điều đó khiến bộ anime này mang lại cho người xem sự vui vẻ, thoải mái và nó vượt ra khỏi sự tầm thường của một bộ romcom self-insert. Vậy nên đừng chỉ vì mấy cảnh fan service mà các bạn đã vội phê phán rằng mấy thằng weebu xem bộ này chỉ vì có mông với vú nhá, vì ngoài mông với vú ra còn các bộ phận khác nữa. Wow, đúng là một phần art đẹp. Waifu khiến bộ anime này cắm top ở hầu hết các bảng xếp hạng, chưa kể đến là Attack on Titan hay là Kimetsu no Yaiba đã kết thúc manga từ rất lâu nên không còn cái nhiệt nữa. Ban đầu bản manga gốc của My Dress Up Darling cũng chả có gì gọi là fandom cả. Mấy cái group chỉ xuất hiện sau khi anime có công bố và thỉnh thoảng được giới thiệu ở mấy cái page romcom Indabest, Động Hảo Ngọt hay là Zenomi đéo tiêm gì ngoài vaccine và insulin. Phần truyền thể của anime làm được khá nhiều so với bản gốc, như là khiến bạn quên mất đi bản gốc là một cái manga được vẽ theo phong cách shoujo. Thực chất nét vẽ manga của My Dress Up Darling phức tạp hơn rất nhiều so với nét vẽ đơn giản của anime. Nét vẽ trang phục thì manga đứt, nhưng việc loại bỏ hầu hết những nét vẽ sướt mướt lên gam màu sống động và hài hòa của anime khiến nó tiếp cận được rất rất nhiều nam thanh niên dị ứng với cách vẽ của manga shoujo, đặc biệt là mấy bố ở độ tuổi 13 này. Phải nói màu sắc của anime rất sống động và bóng bẩy, như là mấy cái cảnh fan service, cảnh vật xung quanh và trang phục. Đeo có anime tôi còn đeo biết bộ bikini này nó có màu vàng. Mấy ông dịch manga hồi đó còn tự tô sai con mẹ nó màu. Seiyuu của Marin mới chỉ lồng tiếng cho một nhân vật phụ trong một cái tin fic. Một idol cũng tóc vàng ở Gangbang Dream, nhưng năng lượng cực kỳ tích cực của cái giọng ấy chắc chắn là thứ bạn nên nghe vào mỗi sáng thứ hai thay vì cái giọng ngang phè phè của bà chủ nhiệm ở tiết học online. Và cuối cùng, một bộ anime như này chắc chắn dễ dàng cắt ghép chế meme gây viral. Nó sẽ được đẩy lên cao nữa khi các cosplayer only fan cosplay một con cosplayer hay là cosplayer một con cosplayer đang cosplay, chứ trước đó thì toàn là cosplay Genshin Impact. Vậy nên nếu bạn thích romcom và không quá nhạy cảm dị ứng với mấy cảnh da thịt, đồng thời muốn được thực sự thư giãn thì chắc chắn My Dress Up Darling sẽ là bộ anime dành cho bạn khám phá về thế giới cosplay. Biết đâu sau khi xem xong bộ anime này, bạn sẽ thấy sở thích cosplay này tốn tiền vãi cả đái và nó cực kỳ tốn công sức để chuẩn bị. Nó chỉ dành cho rich kid, chứ học sinh nghèo, sinh viên chạy deadline thì chỉ có khoác áo Attack on Titan Kimetsu no Yaiba và cầu nguyện trông nó không giống như miếng rẻ rách. Hồi xin đấy, thà đu waifu cắm trại, ít ra tôi còn được chạm cỏ.